Vận may sẽ mỉm cười với những con giáp này trong ngày 21 tháng 2 âm lịch năm 2024. Nếu như mà trước đây các bạn đã từng thất vọng vì cho rằng mình bị thần may mắn bỏ quên thì trong ngày hôm nay các bạn sẽ phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Bởi ngày 21 tháng 2 âm lịch năm 2024 là cái ngày may mắn nhất trong tháng dành cho các bạn. Và trong ngày hôm nay thì mọi dự định của các bạn đã ủ từ lâu ấy cũng sẽ có khả năng cao thành hiện thực nếu trong quá khứ các bạn đã từng bỏ vốn đầu tư hợp tác làm ăn thì ngày hôm nay chính là cái lúc mà các bạn sẽ nhận được những quả ngọt, à, các bạn sẽ nhận được những cái tin mừng trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán đầu tư một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong ngày hôm nay à, thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày quý tỵ đó đó chính là những người tuổi thân những người tuổi thân được cục diện là tỵ thân là lục hợp vậy nên trong ngày hôm nay với sự che chở của cục diện lục hợp thì cái tâm trạng của những người tuổi thân cứ thế mà được cải thiện à, sẽ giúp các bạn đối diện với các vấn đề trong cái cuộc sống bằng một cái thái độ hợp lý thực tế hơn à, công việc cũng được nhiều cái cá tinh nó che chở quý nhân thì cũng nhiều chăm sự thì đều thuận lợi cái sự nghiệp thì bước vào cái giai đoạn tiến triển ổn định có cơ hội thăng tiến trong cái công việc các bạn cần phải chủ động nắm bắt lấy cơ hội của mình bên cạnh đó à, các mối quan hệ với đồng nghiệp với cấp trên và những cái đối tác thì khá là hài hòa tạo cái điều kiện thuận lợi để cái sự nghiệp có những cái bước nhảy vọt trong tương lai. Thêm nữa, cái cục diện lục hợp tị thân này nó cũng sẽ gì che chở giúp cho những người tuổi thân biết nhìn xa trông rộng hơn, sẵn sàng nhường nhịn ai đó nếu mà có những cái tranh cãi xảy ra. Do đó, các bạn không nóng vội bày tỏ cái ý kiến cá nhân mà kiên nhẫn lắng nghe nhiều hơn. Bên cạnh đó, cục diện lục hợp nó che chở nó còn cho thấy cái đời sống tình cảm của những người tuổi thân trong thời gian này, đặc biệt là những người độc thân ấy, sẽ dễ tìm được cái người bạn đời như ý muốn khiến cho các bạn không cần phải suy nghĩ chăn trở về những cái chuyện đã đi qua và các bạn luôn hướng đến những cái tương lai tốt đẹp trong thời gian này thì các bạn cần phải giữ thái độ lý trí tỉnh táo để đưa ra những lựa chọn phù hợp hơn à, thêm nữa trong thời gian này thì sức khỏe của những người tuổi thân cũng lý tưởng dồi dào cả về thể lực lẫn tinh thần không gặp phải cái trục trặc nào quá lớn tinh thần thoải mái cũng là một trong những cái yếu tố quyết định đến cái sức khỏe của các bạn dù công việc có áp lực hay là khó khăn bộn bề đến mấy đi chăng nữa thì bản mệnh cũng đừng vì thế mà để làm nó ảnh hưởng đến cái mối quan hệ cũng như là cái mối sinh hoạt của mình vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày 21 tháng 2 lịch ngày cuối tỵ đó là những người tuổi những người tuổi sửu những người tuổi sửu trong ngày hôm nay ấy, thì được cục diện tam hợp là tỵ dậu sửu nó tương trợ nó giúp đỡ vậy nên cái vận trình công việc sự nghiệp của những người tuổi sửu sẽ có nhiều biến động nhưng đa phần là theo cái chiều hướng tích cực À, thêm nữa, trong ngày hôm nay, cái vận quý nhân của những người tuổi Sửu khá là vượng. Đi đâu thì cũng được người yêu kẻ mến. Cái điều này nó rất có lợi cho những người mà đang có ý định chuyển đổi cái công việc hay là thay đổi cái môi trường làm việc mới. Với cái sự hậu thuẫn của quý nhân thì các bạn cũng sẽ nhanh chóng thích nghi và tạo cái điều kiện phát triển thuận lợi hơn trong tương lai. À, nói chung ấy, trong cái ngày 21 tháng 2 âm lịch này thì cái phương diện tài lộc của những người tuổi Sửu cũng có những cái khởi sắc nhất định. À, các bạn được thiên tài nó trợ mệnh Vậy nên những người làm ăn kinh doanh thì có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn những người làm công ăn lương, những người làm văn phòng. Tình hình buôn bán thì nói chung ấy, được coi là khá là khả quan. Mặc dù doanh thu cũng chưa đạt đến trăm tỷ nghìn tỷ nhưng mà quý vị có được những cái dấu hiệu đó cũng là đáng là mừng rồi đấy, à, đáng để duy trì và phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Một tín hiệu tốt đẹp về cái chuyện tình duyên đôi lứa cũng sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay do được cục diện tam hợp nó ghé thăm. Vậy nên những người độc thân thì có thể tìm thấy cái cơ hội để gì? Gia tăng cái tình cảm cho mình, để làm mới cái mối quan hệ của mình. Thêm nữa lại được cục diện ngũ hành tương sinh, tị hỏa sinh cho chiều thổ. Vậy nên là trong ngày hôm nay ấy, thì cái vận trình nó diễn ra khá là xuân sẻ. Sức khỏe của những người tuổi tuổi xỉu cũng được cải thiện. À, nhiều người còn được chữa được những bệnh mà đã gì? Ấp ủ từ lâu. Đấy. vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi xíu quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 2 âm lịch ngày quý tỵ thì đó chính là những người tuổi dậu. Những người tuổi dậu cũng được cục diện là tỵ dậu xỉu là tam hợp. Thêm nữa, những người tuổi dậu trong ngày hôm nay lại có thiên ấn nó nâng đỡ. Vậy nên thiên ấn sẽ giúp những người tuổi dậu dám đối đầu với khó khăn khi mà các bạn hoàn toàn tin tưởng vào cái năng lực của mình. Lúc này thì các bạn cũng nên chú ý đến các kế hoạch liên quan đến công việc di chuyển xây dịch của mình với cái sự giúp sức của cục diện tam hợp mà đời sống tình cảm của các bạn cũng sẽ được xuân sẻ hơn bao giờ hết những người độc thân thì có thể gặp may mắn trong chuyện tình duyên à bên cạnh đó trong ngày hôm nay lại gặp phải cái cục diện ngũ hành nó xung khắc vậy nên cái vấn đề liên quan đến tài chính nó trở nên đôi khi là rắc rối hơn khi mà các bạn đã gì để cái chuyện bé nó xảy ra to dù sao cũng nên để ưu tiên trả khoản nợ có lãi suất cao trước đã bên cạnh đó trong chuyện tình cảm thì tương đối là ổn định những người đã có đôi có cặp vậy thì sống khá là hòa thuận. Đây là cái khoảng thời gian đáng để các bạn trân trọng và tạo nhiều kỷ niệm bên nhau. Thì ngoài ra ấy, vì quan hệ xã hội của các bạn có xu hướng phát triển rực rỡ trong thời gian này, nên các bạn cũng gì hạn chế cái thái độ thái quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp với đối tác để sinh ra những hiểu lầm không đáng có. Vì thế để hóa giải những xung khắc những thị phi những hạn tiểu nhân ám hại trong cuộc sống và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái phòng tam hợp quý nhân tị dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi mão. À, quý vị thân mến, nói chung ấy trong ngày hôm nay thì những người tuổi mão được thực thần ghé thăm thực thần nó cũng mang lại cho những người tuổi mão một cái tâm trí sáng suốt à, các bạn có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những cái chuyện hiện tại à, các bạn cần bình tĩnh để đưa ra những cái đánh giá và lập những cái kế hoạch thuận lợi trong tương lai bên cạnh đó trong ngày hôm nay ấy, thì thực thần ghé thăm nó cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp có lọc ăn uống và từ đó cũng sẽ tìm kiếm được nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu trong ngày hôm nay vậy nên những người tuổi mão hãy tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái cắt khí cho mình để cái vận may nó liên tục nó ập đến thêm nữa lại được cục diện ngũ hành tương sinh vậy nên là nó sẽ mang đến cái vận may trong vấn đề vấn đề sự, sự nghiệp của những người tuổi mão những người đi làm công ăn lương ấy thì sẽ nhận được những sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên à, những người thất nghiệp thì có vận may tìm được cái công việc như ý phù hợp vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày 21 tháng 2 âm lịch ngày Quý Tỵ thì những người tuổi ngọ được cục diện tam hội là tỵ ngọ mùi nó trợ lực lực nó giúp đỡ lại gì lại được thiên tài nó ghé thăm nó mang đến những cái tin vui về tài chính cho những người tuổi ngọ giúp các bạn có thêm cái thu nhập à, nhiều người còn mua sắm thêm được cái tài sản thu về cái lãi suất đáng kể à, có người lại được gì người thân giúp đỡ về mặt tiền bạc thậm chí được hỗ trợ mà không mong để đáp lại À, thời gian này thì công việc của các bạn trở nên thuận lợi may mắn các bạn đang có nhiều cái lợi thế nhưng mà vẫn luôn chăm chỉ cần mẫn nhờ thế mà các bạn có khả năng được thăng tiến cao hơn nữa và sẽ nhận được nhiều lời khen của đồng nghiệp và của cấp trên thêm nữa cái cục diện Tam hội Tỵ Ngoại Mùi ấy, nó cũng đưa tới cho những người tuổi Ngọ những cơ hội giao tiếp với mọi người nhiều hơn điều này có lợi cho bản thân giúp các bạn học hành khám phá và nạp thêm được những kiến thức mới đời sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thì hòa hợp, có sự cảm thông và chia sẻ về những cái việc gì? Việc trong cuộc sống cũng như là gì? hóa giải những mâu thuẫn xung quanh. Cái vận đầu hoa của những người độc thân trong ngày hôm nay cũng khá là vượng. Nhân cơ hội này thì quý vị có thể tìm được cái đối tượng phù hợp. Với những người mà đã vốn bị gì, tổn thương trong cái tình yêu thì đây là dịp tốt để quý vị mở rộng trái tim, đón nhận cái tình cảm mới. Quý vị hãy cho đi và sẽ nhận lại được những điều xứng đáng hơn. À, các cặp đôi thì cũng đang trong cái giai đoạn yêu đương mặn nồng, có thể tính đến cái chuyện kết hôn. À, yêu quá lâu ấy thì có dễ xảy ra cái tình trạng nhàm chán. Vậy nên quý vị phải luôn tìm cách nâng cấp cái tình yêu của mình lên nha. À, và để bảo vệ cái hạnh phúc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ năm. À, tiếp theo à, con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay ngày quý tỵ không ai khác đó chính là những người tuổi mùi. À, thưa quý vị nói chung ấy, trong ngày hôm nay ấy, mặc dù là được may mắn nhưng mà những người tuổi mùi lại có thiên quan nó nó ăn nữ. Vậy nên nhắc nhở những người tuổi mùi làm gì cũng cần phải cẩn trọng, cân nhắc trước sau. Quý vị hãy lo cho bản thân, tránh những cái tình huống mạo hiểm, thiếu sót. Đấy. Các bạn cần phải xác định được cái áp lực tiềm ẩn đằng sau mỗi cái lựa chọn của mình và cân nhắc cái quan điểm khách quan. Thêm nữa, trong ngày hôm nay được cục diện tam hội là gì? Tị ngọ mùi nó nâng đỡ. À, cái cục diện tam hội ấy, nó cho phép các bạn tìm ra cái hướng đi cá nhân, điều chỉnh lại cái cách giao tiếp và thể hiện bản thân tốt nhất các bạn nên chú ý đến các mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên để có được cái sự hỗ trợ khi mà đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. thêm nữa trong ngày hôm nay những người tuổi mùi được cục diện hỏa thổ tương sinh đúng không? ạ? Tị hỏa sinh cho mùi thổ. vậy nên ấy, nó cho thấy sức khỏe của các bạn khá là tốt và lúc nào cũng tràn đầy cái năng lượng. cái sự tích cực này sẽ giúp cho các bạn lan tỏa được đến mọi người trong cộng đồng. nhờ thế mà mọi người xung quanh cũng sẽ tốt lên, Đấy, tốt lên trông thấy theo uh, giống như các bạn. vì vậy mà những người tuổi mùi ấy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình Hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi mão mùi để trợ vận hộ thân Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 Để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời Cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ sáu À, thưa quý vị, như vậy là trong ngày hôm nay ngày 21 tháng 2 lịch ngày quý tỵ thì chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Thân, hai tuổi Sửu, ba tuổi Dậu, bốn tuổi Mão, năm tuổi Ngọ và sáu là những người tuổi Mùi. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.